đó chính là anh Quang. Một thí sinh nam tiếp theo. Khi mà mình sinh ra ấy, thì mình rất là gầy. Nhưng mà cho đến năm lớp 7, lớp 8 thì mình ăn uống không được điều độ. Đêm nào cũng ăn ấy, mình đã lên được 80 cân. Hết lớp 12 là mình đã 107 cân. Rất là nhiều lần là đang đi ngoài đường, trẻ con ấy, nó cứ trêu mình: "Ôi ông này béo thế", mình nghe mình xấu hổ lắm. Lúc đó là mình đã bị một triệu chứng nhẹ của bệnh gút. Sở thích của mình là nhảy, nó là cuộc sống của mình hàng ngày. Không có nhảy múa thì mình sẽ gần như là không thể sống được. Khi mà đi nhảy, đi diễn nhiều hơn thì đồng nghiệp nói là không đủ dáng dấp hay là khách hàng không muốn. Nghe xong cái câu đấy thì mình đã có động lực để mình giảm cân. Khi mà biết đến cuộc thi này qua bạn bè nói ở trên Facebook ấy, mình thấy vui lắm. Thì mình ở từ Hải Phòng lặn lội để lên đây để thi sức mình. Khi mà giảm cân thì ai cũng bảo là mình hãy trở lại hồi xưa đi. Và là không, nhất quyết là không, phải giảm nữa để trở thành một người bình thường. Anh Trần Huy ạ. Thực sự cái bài này anh nói là cái bài này là rất là hết sức hết mình. Anh cảm nhận cái 100% của em. Anh chỉ muốn nói là đây thực sự là một cái bài thi. Lúc em trên cái sân khấu này anh thấy em thực sự em đang thi và em muốn đi xa và em muốn thành công. Dạ. Chúc mừng bạn. Quyết tâm. Dạ. Vâng, anh Trần đã ghi nhận nỗ lực của bạn rồi đó. Anh Hoài Linh ạ. Đúng như là Trần Huy có nói rồi. Tức là em đã quyết tâm, tức là được thì ăn cả, ngã thì về không. Em đã dùng hết sức cho cái bài diễn này. Cả hai người diễn với nhau rất là ăn ý và những động tác rất là mạnh mẽ. Tôi thấy nhảy cái kiểu này thì tôi cũng còn xuống cân chứ đừng có nói gì. Mặc dù là bây giờ da tôi nó đụng vô xương rồi đó, không còn gì để xuống, nhưng mà nhảy kiểu này tôi cũng xuống nữa. Chúc mừng hai em một cái bài rất là hay. Xin mời anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Đúng như lời em nói, em rất tự tin về phần nhảy múa của mình. Cho nên là từng bước nhảy, từng ánh mắt, từng nụ cười của em trong khoảng trong vòng 2 phút tôi thấy hoàn toàn tự tin. Toát lên cái vẻ tự tin nó rất là nhiều, nó đầy tràn ra cả khán phòng. Và em nhảy như ngày mai không còn nhảy. Em đã làm được cái điều mà em thỏa sức được cái đam mê của em. Em muốn chứng minh một lần ngày mai đi về hay là bị loại như thế nào cũng được nữa. Chúc mừng hai em. Và bây giờ anh Hưng sẽ cho bao nhiêu điểm ạ? Vẫn là... 10. Không, tôi muốn để các em phấn đấu hơn nữa. Tặng em 7 điểm. 7 điểm, xin chúc mừng. Nhà Trần Huy Trần ạ. 8 điểm. Wow! Lần đầu tiên có thấy anh cho điểm rộng tay như vậy đó. Số điểm còn lại của anh Hoài Linh. Tôi muốn cây dừa màu xanh nước biển của bạn nó trổ hoa và ra trái. Tôi cho bạn 8 điểm. Xin chúc mừng hai bạn. Điểm trung bình của phần thi vừa rồi 7,7 điểm, rất là cao đúng không ạ? Và bây giờ hai bạn hãy bước lên chiếc cân tử thần xem nó có thuận lợi cho mình hôm nay không. Số
Số cân cũ của bạn là 83,4 kg. Số cân mới, số cân hiện tại của bạn 79,8, giảm 3,6 kg, tương đương 4,3%. Và tổng số điểm của bạn hiện tại là cao nhất, 12 điểm. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.